Và kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Đại sứ Mỹ nói không kỳ vọng NATO kết nạp Ukraine vào tháng 7 tới. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng nói rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự này khi khi đáp ứng các yêu cầu cải cách và sau khi xung đột với Nga chấm dứt. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Julian Smith hôm 14 tháng 2 cho biết bà không mong đợi liên minh này sẽ đưa ra đề nghị kết nạp Ukraine làm thành viên tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Washington vào tháng 7 tới ông stoltenberg nhấn mạnh tất cả thành viên nato có chung quan điểm rằng liên minh chưa thể cấp quy chế thành viên cho ukraine khi nước này vẫn trong tình trạng xung đột kể cả khi con đường gia nhập của kiev đã rút ngắn lại ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập nato mục tiêu này thậm chí đã được đưa vào hiến pháp ukraine giới lãnh đạo NATO cũng nhiều lần hứa hẹn sẽ kết nạp Ukraine với điều kiện Ukraine phải đáp ứng các yêu cầu về cải cách. Tuy nhiên, chính tham vọng của NATO mở rộng về phía đông tiến sát đến biên giới Nga khiến Moscow tức giận. Chính quyền Moscow nhiều lần nêu các điều kiện nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine, trong đó có việc khi phải cam kết không gia nhập NATO, duy trì vị thế trung lập. Nga sẽ tịch thu tài sản của người tung tin giả về quân đội. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã ký thông qua luật sửa đổi những quy định của bộ luật hình sự của Nga và mở rộng danh sách các tội danh có thể bị phạt bằng hình thức tịch thu tài sản. Những tội bị tịch thu tài sản theo luật mới gồm có phát tán thông tin sai lệch về quân đội Nga và kích động các hành vi chống lại an ninh nhà nước Nga. Luật này có khả năng nhắm mục tiêu vào những người Nga đã rời đất nước nhưng vẫn còn tài sản ở quê nhà. Chủ tịch Hạ viện của Nga là Vyacheslav Volodin vào tháng trước nói rằng luật mới nhắm vào những kẻ phản bội quê hương, những kẻ phỉ báng những người lính Nga. Luật mới có hiệu lực trước thềm kỷ niệm hai năm diễn ra xung đột giữa Nga và Ukraine, một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Nga hồi tháng 3 năm ngoái đã thông qua luật tăng án tù đối với những người bị kết tội làm mất uy tín của các lực lượng đang chiến đấu ở Ukraine. Tội làm mất uy tín quân đội có thể bị phạt đến 5 năm tù, trong khi tội cố ý lan truyền tin giả về lực lượng có thể đối mặt với án tù là 15 năm. Đức quyết tâm chống phân biệt chủng tộc và cực đoan cánh hữu, Đức vừa công bố các biện pháp mới nhằm chống phân biệt chủng tộc và cực đoan cánh hữu. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Fraser khẳng định, cực đoan cánh hữu ngày nay là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự dân chủ ở Đức. Các mạng lưới cực đoan cánh hữu với sự tham gia của đảng cực hữu, sự lựa chọn vì nước Đức và các thành viên phong trào bản sắc đang lên kế hoạch trục xuất hàng triệu người dân khỏi nước Đức vì nguồn gốc sắc tộc của họ. Do đó, chính phủ Đức muốn sử dụng tất cả các công cụ pháp quyền để bảo vệ nền dân chủ, triệt phá các mạng lưới cực đoan cánh hữu, các nguồn tài chính và tước bỏ vũ khí của mạng lưới này. Bộ trưởng Fischer nhấn mạnh những kế hoạch mới bị tiết lộ gần đây của đảng cực hữu, sự lựa chọn vì nước Đức, đã cho thấy mối đe dọa đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết đối với đất nước. Ngoài ra, các đối tượng cực đoan cánh hữu đã thực hiện hơn 20.000 hành vi tội phạm và bạo lực những năm gần đây. Theo kế hoạch, chính phủ Đức sẽ thực hiện nhiều biện pháp mới để cắt giảm nguồn tài chính của các nhóm cực đoan cánh hữu bằng cách phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cảnh sát, cơ quan tình báo nội địa và các tổ chức tài chính. Ngoài ra, chính phủ Đức cũng có kế hoạch thắt chặt luật sử dụng súng. Nam Hàn và Cuba thứ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Nam Hàn đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba thông qua việc trao đổi thư chính thức ở tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Nam Hàn nêu rõ, bước trao đổi thư chính thức, hai nước đã nhất trí mở lại quan hệ ngoại giao đến cấp đại sứ. Bộ này mô tả đây là một bước ngoặt quan trọng đối với Nam Hàn trong những nỗ lực để nhằm củng cố quan hệ ngoại giao ở khu vực châu Mỹ Latin. Theo hãng thông tấn Yonhap, Cuba là nước thứ 193 có quan hệ ngoại giao chính thức với Nam Hàn. Đảo quốc Caribe đã từng công nhận nhà nước Nam Hàn vào năm 1949, nhưng quan hệ ngoại giao của hai bên đã cắt đứt sau năm 1959. Kể từ đó đến nay Cuba có mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Hàn và duy trì đại sứ quán ở Bình Nhưỡng. Trong khi đó Nam Hàn duy trì quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ, vẫn còn áp đặt hàng loạt lệnh cấm vận Cuba. Vào năm 2016, sau khi Hoa Kỳ và Cuba khôi phục quan hệ ngoại giao, mở lại đại sứ quán ở hai nước, thì Ngoại trưởng Nam Hàn lúc đó là ông Yung Byung Si đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Cuba. Hắn Thành tỏ ra rất kỳ vọng vào mối quan hệ ngoại giao mới với La Habana, gọi đây là một bước ngoặt quan trọng đối với Nam Hàn trong nỗ lực tăng cường ngoại giao khu vực châu Mỹ Latin. Bộ Ngoại giao Nam Hàn tin tưởng việc thiết lập quan hệ sẽ có phần mở rộng hợp tác thật chất giữa hai nước về kinh tế, cũng như mở đường cho các công ty Nam Hàn vào Cuba. Nga bắt công dân Đức vì mang kẹo cần sa. Cơ quan an ninh Nga mới đây thông báo bắt người đàn ông Đức 38 tuổi tại sân bay St. Petersburg vì mang theo gói kẹo có nhãn Finn Green Gobers và in hình lá cần sa. Trong túi có 6 viên kẹo dẻo nặng khoảng 20 gram. Sau khi kiểm tra, giới chức Nga xác nhận gói kẹo chứa hoạt chất trong cần sa và bị cấm vận chuyển xuyên biên giới. Người đàn ông Đức di chuyển từ Hamburg qua Istanbul đang lên kế hoạch gặp một người phụ nữ quen qua mạng và du lịch khắp nước Nga. Người này nói rằng quen dùng loại kẹo này trong những chuyến bay dài để ngủ ngon. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Christian Wagner ngày 14 tháng 2 xác nhận sự việc và cho biết chính phủ Đức đang liên lạc với luật sư của công dân bị bắt. Người này có thể đối mặt với 7 năm tù theo luật ma túy của Nga. Hồi tháng 2 năm 2022, ngôi sao bóng rổ Mỹ Britney Greiner bị bắt tại sân bay Moscow vì mang thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa. Greiner bị kết án 9 năm tù, nhưng sau đó được thả tự do theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson tuần trước, tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc tới trường hợp của Vadim Krasikov, tù nhân Nga đang thụ án chung thân tại Đức, khi đề cập đến triển vọng đàm phán thỏa thuận trả tự do cho phóng viên Wall Street Journal Evan Gerkovski. Hoa Kỳ bí mật tịch thu máy bay phản lực siêu lớn của Venezuela. Hoa Kỳ đã tịch thu một máy bay chở hàng của Venezuela với lập luận Trước đây, nó thuộc về một hãng hàng không của Iran được cho là liên quan đến lực lượng Kurds của vệ binh cách mạng Hồi giáo. Caracas đã phản đối hành động này và tuyên bố việc chuyển máy bay của họ sang Mỹ đã được thực hiện một cách bí mật. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết máy bay phản lực siêu lớn này trước đây đã thuộc về sở hữu của hãng hàng không tên là Mahan Air. Đây là hãng hàng không Iran bị Hoa Kỳ cáo buộc là chở vũ khí và chiến binh cho vệ binh cách mạng Hồi giáo thuộc về chi nhánh của lực lượng vũ trang Iran. Nhóm này đã bị Hoa Kỳ liệt vào trong danh sách các tổ chức khủng bố. Theo trợ lý Bộ trưởng Tư pháp là Matthew Olson, chiếc máy bay bị tịch thu trước đó đã được Mahan Air bán lại cho hãng hàng không chở hàng tên là Emtrasur của Venezuela trong một giao dịch vi phạm vào luật kiểm soát xuất cảng của Mỹ và mang lại lợi ích trực tiếp cho Iran. Chính phủ Venezuela mô tả việc tịch thu chiếc máy bay này là một hành vi trộm cắp trắng trợn và hành động thông đồng giữa Hoa Kỳ và Argentina vi phạm những quy định hàng không dân dụng cũng như là các quyền thương mại, dân sự và chính trị của EMRO. Bắt giữ 4 người liên quan đến vụ lở đất vùi lấp mỏ vàng tại thổ nhĩ kỳ. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi ở Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu đóng cửa một mỏ vàng gây tranh cãi sau khi hy vọng giải cứu chính công nhân bị mắc kẹt trong vụ lỡ đất tại khu mỏ Lộ Thiên này ngày càng mờ nhạt. Giới chức cho biết bốn người đã bị bắt giữ, bao gồm người quản lý khu mỏ Lộ Thiên nằm ở tỉnh Ezin Khan, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng trăm nhân viên cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong khu mỏ, bị nhiễm chất độc cyanur kể từ ngày 13 tháng 2. Ước tính hơn 10 triệu mét khối bùn đã bất ngờ đổ xuống và lấp kín khu mỏ này. Liên minh các kỹ sư và kiến trúc sư thổ nhĩ kỳ đã kêu gọi chính phủ đóng cửa khu mỏ ngay lập tức và nói rằng những cảnh báo trước đây của họ về thảm họa sắp xảy ra đã không được chú ý. Liên minh này yêu cầu đưa tất cả những người phải chịu trách nhiệm ra trước công lý. Các nhà hoạt động môi trường lo ngại chất độc cyanur và axit sulfuric được sử dụng trong quá trình khai thác vàng tại đây có thể tràn vào sông Euphrates, chảy từ Thổ Nhĩ Kỳ đến các nước láng giềng Syria và Iraq. Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã chặn dòng suối chảy từ khu mỏ trên tới sông Euphrates, đồng thời khẳng định chưa phát hiện có rò rỉ nghiêm trọng nào xảy ra. Mỏ này được công ty tư nhân Anago điều hành. Trong những thập niên gần đây, tại Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên xảy ra các vụ lỡ đất và nhiều vụ tai nạn khai thác mỏ. Tháng 10 năm 2022, một vụ nổ khí metan tại mỏ thang ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của 42 người. Tiền từ thiện của ông Bill Gates làm trạch hướng nghiên cứu sức khỏe toàn cầu hay không? Theo trang tạp chí khoa học Nature, nhà báo tên là Tim Swab vừa công bố một điều tra cho thấy những quỹ từ thiện do các tỷ phú lãnh đạo đã hướng số tiền từ thiện khổng lồ vào một phạm vi hẹp với các giải pháp chọn lọc theo thiên kiến của họ. Và điều này có thể làm trầm trọng thêm những vấn đề về sức khỏe toàn cầu và các vấn đề xã hội khác. Ông Bill Gates đã thành lập quỹ William H. Gates, nay là quỹ Bill and Melinda Gates, vào năm 1994. Quỹ này chi hàng tỷ Mỹ Kim hàng năm và kỷ lục là 7 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022 cho những dự án toàn cầu để nhằm giải quyết nhiều thách thức, từ cải thiện kết quả y tế cho đến giảm nghèo. Tuy nhiên, vấn đề của các nhà báo điều tra đặt ra đó là nếu như khoản thuế đó được giữ lại thì chính phủ có thể đã đầu tư số tiền này theo những cách đa dạng và có trách nhiệm hơn. Thay vào đó, việc phân tán các quỹ này theo phương thức từ thiện thì chúng được chủ yếu thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân của một số ít cá nhân siêu giàu. Nhà báo Schwab chỉ ra lòng hào phóng bề ngoài của các nhà từ thiện Ví dụ ở tại Mỹ có 100.000 quỹ từ thiện tư nhân cùng nhau kiểm soát tài sản gần 1.000 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên có tới 3 phần tư số tiền từ thiện nói trên là do họ được trừ thuế. Tức là nếu đem tiền thu nhập này để làm từ thiện thì họ sẽ không phải đóng thuế. Luật pháp Hoa Kỳ cũng chỉ yêu cầu xem xét kỹ lưỡng những cách thức mà các tổ chức từ thiện chi tiêu số tiền này, chứ họ không xem xét gì đến nội dung của từ thiện nhiều chương trình của quỹ gates được định hình và đánh giá bằng cách sử dụng dữ liệu từ viện đo lường và đánh giá sức khỏe hoa kỳ tuy nhiên viện này lại được thành lập và nhận tài trợ rất nhiều từ quỹ gates